Chào anh em đang theo dõi kênh YouTube của Tinh Tế, mình là Trung DT. Kế bên mình đây là một mẫu máy rửa chén đến từ Beko, tên máy của nó là BDFN36641XA. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ những cái điểm nổi bật của chiếc máy rửa chén này và cái điều mà anh em sẽ quan tâm với cái sản phẩm này đó chính là hệ thống tự phân bổ chất tẩy rửa ở bên trong. Đó là cái điểm mà đặc trưng nhất của chiếc máy này. Và mời anh em cùng mình theo dõi video này nhé. Có thể thấy thì qua hàng năm, Beko liên tục cải tiến sản phẩm của họ và với cái tính năng là Auto Dose. Cái tính năng này nó sẽ tự phân bổ cái chất tẩy rửa ở bên trong và chúng ta chỉ cần thực hiện những cái thao tác đơn giản là bỏ chất tẩy rửa này, chất làm bóng này và từ đó thì máy nó sẽ tự động phân bổ khi mà chúng ta rửa ở những chương trình rửa khác nhau. Trước khi đi vào chia sẻ tính năng Auto Dose thì mình sẽ giới thiệu tổng thể cái chiếc máy rửa chén này. Đầu tiên thì anh em thấy một cái thiết kế độc lập. Độc lập tức là anh em hoàn toàn có thể để ở một cái vị trí phù hợp ở trong nhà để cho chúng ta có thể thao tác và rửa chén dễ dàng. Chẳng hạn như là anh em để ở một cái vị trí kế bên tủ kệ, tủ chén, vị trí bếp của mình. Hoặc là nếu mà chúng ta để ở bên trong cái tủ bếp thì chúng ta sẽ không cần phải cái thiết kế nắp đậy nữa. Thì với cái kích thước chiều cao là 85, chiều sâu là 60 và cái phần chiều rộng nó vào khoảng gần 60 thì nó sẽ phù hợp với lại cái hệ kệ tủ hiện tại mà nhiều gia đình ở Việt Nam đang có. Và về thiết kế bên ngoài thì anh em thấy là một cái tông màu inox rất là hiện đại, sáng bóng. Ở phần cạnh trên thì anh em thấy là phần bảng điều khiển điện tử có màn hình và nó sẽ thiết kế nghiêng về phía trong để khi mà chúng ta đặt tay mở cái tủ này ra nó sẽ dễ dàng. Và các tính năng thì nó sẽ được hiển thị ngay ở bên trên. Nó có cái đèn sáng cho từng tính năng. Và những cái con số hiển thị trên màn hình LCD thì nó thể hiện cái thời gian mà cái chế độ đó sẽ hoạt động nó trong vòng bao lâu. Khi mở chiếc máy rửa chén này ra thì cái điều mà mình ấn tượng đầu tiên đó chính là việc Beko đã bổ sung thêm hai cái đèn LED để trong những cái môi trường tối hoặc là anh em quên bật đèn thì là cái đèn này nó sẽ rọi sáng cho chúng ta để có thể xem được cái phần chén ở bên trong nó như thế nào. Và cái đặc trưng của Beko vẫn là cái thiết kế cánh phun được gọi với cái công nghệ là Corner Instant. Thì với cái cánh phun này nó sẽ chuyển động theo 4 góc hình chữ nhật. Nó khác với lại cái chuyển động mà chỉ có một trục giữa giống như là những cái dòng máy rửa chén ở cấp thấp hơn. Thì với cái công nghệ này Beko họ cho là độc quyền và họ nói rằng là nó có cái hiệu suất mà rửa nó sạch sẽ hơn so với những cái thiết kế truyền thống trước đây. Trong hệ thống rửa còn bao gồm công nghệ Deep Wash với các vòi phun tăng áp tạo ra vùng rửa mạnh mẽ với lực nước xoáy 360 độ cực mạnh. Từ đó giúp dễ dàng xử lý các loại chai lọ cổ hẹp hoặc nồi chảo sâu lên tới là 30cm. Về thiết kế khoang để chén thì anh em thấy nó vẫn được thiết kế dạng 3 tầng giống như là những cái dòng máy Beko trước đây mình đã có cơ hội trên tay và giới thiệu với anh em. Thì với cái thiết kế linh hoạt này anh em có thể chứa được rất là nhiều những cái chén, dĩa rồi ngay cả những cái cốc, những cái khay, ví dụ như là phần chúng ta có thể để khay ở dạng nghiêng cũng có phụ kiện sẵn. Và ở cái khay dưới này mình thấy Beko có bổ sung một cái phần để chai dành cho những cái chai mà gia vị á, có cái cổ nó to hơn khoảng 3cm thì anh em hoàn toàn có thể bỏ vào đây để có thể rửa, tái sử dụng lại. Những cái chai thủy tinh đó thì mình nghĩ là nó phù hợp với cái máy rửa chén này. Ngay ở bên trên thì anh em sẽ thấy những cái phần khay đỡ nó rất là linh hoạt, tức là anh em hoàn toàn có thể đặt những cái chén nhỏ hoặc là những cái ly nó có một cái đường kính phù hợp hoặc là chúng ta có thể di chuyển cái khay này xuống phía dưới một xíu. Còn ở phía trên thì anh em sẽ thấy là cái khay để chúng ta tập trung vào cái việc để đĩa này. Và cái khay này nó có thể điều chỉnh lên xuống trong cái trường hợp mà bên dưới chúng ta còn cái không gian để cho cái phần khay này nó có thể xuống dưới. Hoặc là nếu mà bên dưới chúng ta để những cái nồi, cái son nó cao quá thì chúng ta nâng cái này lên lại. Và cuối cùng là ở phía bên trên thì anh em sẽ thấy một cái khay dành riêng để anh em có thể đựng đũa này, nĩa này, muỗng này. Rất là nhiều thứ ở bên trên này nó thiết kế theo từng cái rãnh rất là thông minh. Và những cái sản phẩm Beko trước đó thì mình cũng đã chia sẻ cái tính năng này rồi. Và cuối cùng là mình quay lại cái khay bên dưới, mình quên nói, đó chính là cái phần mà chúng ta có thể để những cái ly nó an toàn hơn bởi cái thiết kế phần khung này nó mềm. Nó sẽ giúp cho việc là khi mà những cái tia nước nó bắn ra nó sẽ không có bị làm cho xê dịch nhiều cái ly mà chúng ta đặt trong vào cái khay đó. Thì Beko cho biết là chúng ta có thể rửa được 16 bộ chén dĩa theo tiêu chuẩn châu Âu, tức là phục vụ cho gia đình từ 4 đến 8 người.
Nếu anh em mua cái sản phẩm này về để phục vụ gia đình 2-3 người thì cũng ok, mình sẽ chọn cái chế độ rửa tiết kiệm. Còn khi mà chúng ta có tiệc tùng thì chắc chắn là nó sẽ đáp ứng trong một lần rửa với cái kích thước và với cái hiệu năng rửa như vậy. Và phần tiếp theo thì mình sẽ nói về Autodose, cái tính năng mà tự phân bổ chất tẩy rửa của chiếc máy rửa chén này. Thì ở cái vị trí mà anh em thường đặt những cái chất tẩy rửa truyền thống thì anh em sẽ thấy là có một thiết kế nó tương tự như là những cái máy giặt hiện đại ngày nay. Khi mà anh em mở lên thì anh em sẽ thấy là cái phần cụm chứa những cái chất tẩy rửa nó nằm trong một khoang, và nó sẽ có hai phần, một là cái phần chất tẩy, hai là phần có cái hình giống ở mặt trời á, nó là cái phần để làm cho bóng cái ly hay là những cái chén dĩa nó được bóng hơn. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cơ bản là hai chất tẩy, và khi mà mình mở ra thì hai cái phần này nó cũng sẽ thiết kế riêng biệt để anh em có thể đổ chất tẩy vào. Và với hai cái hình minh họa này thì mình sẽ cho anh em tham khảo những cái dòng chất tẩy rửa đến từ hãng Phoenix. Đó là cái Power Gel. Cái Power Gel này thì chúng ta sẽ đổ vào cái vị trí có cái bình nước, có cái hình giọt nước này. Còn cái thứ hai là cái chất làm bóng Rise and Shine. Thì với cái chất làm bóng này anh em sẽ đổ vào cái biểu tượng, cái nắp mà có hiển thị cái hình mặt trời. Cái chai chất làm bóng này thì mình có thể rửa được khoảng 80 lần. Còn cái chai chất tẩy này thì mình rửa được khoảng 50 lần. Tất nhiên anh em sẽ không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào cái tính năng Autodose này đâu. Tại vì là Beko vẫn cho người dùng một cái tùy chọn nữa. Đó chính là chúng ta có thể đặt cái viên rửa chén ở cái kệ tầng thứ 2. Ở cái vị trí này thì cái viên rửa chén nó sẽ được bảo vệ bằng một cái bộ khung, và những cái tia nước nó sẽ làm cho cái viên rửa chén nó hòa tan cái chất tẩy ra. Nó cũng tương tự như là cái thiết kế của những cái dòng máy mà vốn đặt cái viên rửa chén ở cái vị trí mà gần cái cạnh tủ. Quay trở lại với cái Autodose, thì trước khi mà mình trên tay cái sản phẩm này thì mình có đặt ra một cái hoài nghi là liệu là cái Autodose nó xài một thời gian á, liệu là nó có sạch và nó có dễ vệ sinh hay không. Thì Beko cũng đã thiết kế cái hệ thống phân bổ chất tẩy rửa này thông minh, vì chúng ta hoàn toàn có thể mở ra và gỡ từng cụm ra. Khi mà gỡ từng cụm ra như vậy thì chúng ta cũng có thể đổ ra lại được. Hoặc là sau một thời gian chúng ta sẽ vệ sinh cái cụm rửa chất tẩy này, nó sẽ được sạch sẽ hơn, nó không bị đóng cặn hoặc là nó bị dơ. Thì như vậy, một cái thiết kế linh hoạt như vậy nó giúp cho việc là anh em vừa có thể là nhàn nhã hơn trong cái việc rửa chén, trong cái trường hợp mà chúng ta lựa chọn chế độ và nó tự phân bổ chất tẩy. Hai là khi mà chúng ta tổng thể vệ sinh chiếc máy thì cái phần này chúng ta vẫn có thể dễ dàng vệ sinh, không gặp khó khăn gì cả. Về tính năng thì cái chiếc máy BDFN36641XA này nó tương tự như là những cái dòng máy rửa chén cao cấp của Beko. Trước đây thì mình có thử nghiệm một cái dòng máy rửa chén, mình nhớ tên mã nó là BDFN36530XC. Thì nó cũng sẽ tương tự tính năng như cái dòng này. Và dòng này thì tất nhiên nó nhiều tính năng hơn. Chúng ta sẽ có 11 chế độ rửa, và anh em có thể tải thêm 5 chế độ rửa tùy chọn nữa khi mà chúng ta tải về cái ứng dụng của Beko, điều khiển qua smartphone. Những cái chế độ này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh được những cái thông số, như là chúng ta rửa nửa tải hay là rửa diệt khuẩn, cũng như là rửa những cái chế độ đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng những cái son, những cái nồi, những cái khay ở những cái vị trí đặt ở bên trong máy rửa chén nó khác nhau. Và chiếc máy này cũng có cái tính năng khi mà chúng ta rửa xong thì nó sẽ tự động nó mở hé cửa ra để cho cái phần hơi khi mà chúng ta rửa diệt khuẩn xong thì nó sẽ thoát hơi, từ đó thì nó giúp cho cái chén dĩa nó được mau khô hơn. Về thông số lượng nước và điện năng tiêu thụ thì Beko họ cũng chia sẻ một vài thông số, như là cái tổng lượng điện năng tiêu thụ của cái dòng máy này khi mà chúng ta chọn những cái chương trình rửa tiêu chuẩn nó vào khoảng là 241 kW, tức là chúng ta sẽ tốn chưa đến 1 kg điện trong một lần rửa. Cùng với đó là một cái lượng nước tham khảo, đó chính là trong 280 lần rửa thì nó sẽ vào khoảng là 9,5 lít, tổng cái tiêu thụ của nó là vào khoảng 2660 lít trên một năm. Thì với những cái con số này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái khả năng tiết kiệm nước cũng như là tiết kiệm điện của chiếc máy này. Đồng thời thì trong quá trình sử dụng thì nó chỉ có tạo ra độ ồn trung bình vào khoảng là 42 dB thôi, một cái mức phù hợp để cho chúng ta có thể sử dụng cái máy rửa chén này ở nhiều cái môi trường khác nhau. Như vậy anh em có thể thấy là dòng máy rửa chén Beko BDFN36641XA nó có cái điểm đặc trưng nhất, đó chính là cái khả năng tự
phân bổ chất tẩy rửa. Và nó vẫn giữ lại những cái đặc trưng nhất của Beko áp dụng cho cái dòng máy rửa chén, chẳng hạn như là công nghệ Corner Instant với cái cánh phun đặc biệt, cũng như là những cái thiết kế để có thể giúp cho chúng ta đặt những cái chén, dĩa, ly, khay, nồi nó được tiện lợi và gọn gàng hơn. Hy vọng qua cái bài trên tay của mình thì anh em lại có thêm một cái lựa chọn nữa để chúng ta có thể chọn những cái dòng máy rửa chén mà ngày càng tiện lợi hơn. Những cái chất tẩy rửa trong cái máy này nó tự phân bổ luôn. Ngoài cái việc là nó tự động rửa rồi, bây giờ nó tự phân bổ những cái chất tẩy rửa luôn. Như vậy thì nó sẽ rất tiện lợi cho chúng ta. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.